Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Học viện Khởi nghiệp Nhiếp ảnh Bon Academy. Và mình là Cường Ca, photographer ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xử lý và blend màu cho tấm ảnh này. Tấm ảnh số mã số là 002 nha các bạn. Thì đây là tấm ảnh này đã được xử lý và blend màu rồi. Bây giờ mọi người coi cái ảnh gốc của nó nha. Đó, ảnh gốc nè. Và đây là ảnh đã xử lý ha, màu nó trong hơn, sáng hơn. Contrast tốt hơn và nó đẹp hơn ha. Đó, trước sau rồi. Các bạn có thể download cái file này ở bên dưới cái đường link ở bên dưới phần mô tả của video nhé. Download về để chúng ta thực hành ha. Rồi bây giờ mình sẽ xóa cái layer retouch này đi để chúng ta bắt đầu làm việc lại với cái layer gốc nha. Thì đầu tiên là chúng ta nhân đôi cái layer gốc lên và đặt tên cho nó retouch. Thì cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ zoom 200% lại để chúng ta chỉnh sửa một số phần mà chúng ta chưa ưng ý ở cái phần da ha, hay là xóa một số cái tóc do gió nó bay lung tung nha. Cái tấm ảnh này thì mình chụp ở Đà Lạt các bạn ạ. Đà Lạt thì buổi sáng hôm đó không có nắng và thời tiết thì mát mẻ ha, cho nên là thời tiết mát mẻ, trời không có nắng nên là cái ánh sáng của nó khá là mềm và cũng hơi âm u một chút xíu. Cho nên là khi chụp ra thì tấm ảnh của chúng ta nó hơi tối và hơi lạnh. Thì chúng ta sẽ xử lý để tạo ra một cái tone màu mới. Sao mà cái nước ảnh rồi cái tone màu mới nó ấn tượng hơn ha các bạn ha. Mình sẽ xử lý sơ sơ thôi ở những vùng da mà mình cảm thấy nó chưa được ưng ý lắm nhé. Xử lý sơ chừng vài phút rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển qua cái phần blend màu ha. Thì đối với một tấm ảnh thì ít nhất cũng là có hai khâu chúng ta phải làm. Thứ nhất là khâu retouch đó, để mà làm da, chỉnh da, chỉnh dáng, xóa rác thứ, chỉnh cho nó đẹp, cho nó hoàn hảo, sạch sẽ. Rồi cái khâu thứ hai là khâu blend ha, là để chúng ta chỉnh cho nó một cái màu mới cho nó đẹp hơn, nhìn thích hơn ha. Cho nên tại sao người ta mới gọi là blend và retouch là như vậy nha. Thì đối với những tấm ảnh mà chụp full body á, tức là chụp toàn thân á, thì không phải là, nói chung là những tấm ảnh mà không có chụp cận mặt thì thường là chúng ta sẽ xử lý nhanh, bởi vì khi đó cái vùng da mặt nó nhỏ, chúng ta xử lý nhanh. Còn đối với những tấm ảnh mà chụp cận mặt thì thường sẽ phải xử lý lâu hơn ha. Đó. Mình làm sơ sơ như vậy thôi ha, để chúng ta chuyển qua blend màu nha các bạn. Rồi, để mà blend màu á thì trước tiên các bạn nhìn giúp mình cái tấm ảnh này của chúng ta thì nó có hai cái màu chính. Màu thứ nhất đó là cái màu xanh, thì cái màu xanh là cái màu mà nó chiếm phần lớn cái khung ảnh này ha. Rồi cái màu thứ hai đó là cái màu vàng ha, màu vàng, và thêm một tí đó cái màu đỏ ở cái khăn. Nhưng cái màu đỏ này khá đẹp, chúng ta không cần phải chỉnh màu đỏ đâu, chỉ cần chỉnh được cái màu xanh và màu vàng đẹp là khá ổn. Với cái màu da nó ấm hơn một chút xíu là mình thấy nó ok ha. Thì đầu tiên do là cái buổi hôm đó mình chụp nó khá mô, cho nên những cái vùng tối này ánh sáng nó yếu, những vùng tối thì nó bị mất chi tiết. Thì các bạn nhấn vào đây chọn cho mình cái level để chúng ta nâng cái vùng tối này lên nè ha. Nâng cái vùng tối lên đó, mình muốn cho nó số 10 ha. Đó các bạn coi này, trước sau đó vùng tối nó chi tiết nó vô nhiều hơn rồi nha. Rồi cái tiếp theo nữa là các bạn vô cho mình cái công cụ Brightness and Contrast này ha. Đấy, để chúng ta tăng sáng tổng thể cho cả ảnh lên, để cho ảnh nó sáng sổ lên ha. Và tăng contrast lên nữa một tí, contrast thì ít thôi chứ tăng nhiều quá nó lại vùng tối nó lại đen đó nha. Rồi tiếp theo nữa là ta sẽ dùng đến công cụ Selective Color ở góc này nè nha. Việc đầu tiên chắc chắn rồi là mình sẽ chọn màu vàng, yellow. Mục đích của mình là muốn làm cho cái màu xanh này nó trong hơn ha. Nó trong hơn thì chọn kênh yellow, muốn ảnh nó trong hơn cái màu đó thì chỉ cần tăng cái size này lên một tí xíu.
xong đó. Tiếp theo nữa, mình sẽ chọn cái kênh white nè. White là tức là những cái vùng trắng, vùng sáng ha, để mình blend cho nó thêm một ít màu xanh nó ám vô cái vùng white ha, để cho ảnh của ta nó cái màu nó tông tông nó tiệp tiệp hơn với nhau nha. Rồi tiếp tục là thì khi mình làm như vậy thì cái màu xanh này nó bị rực lên nhiều rồi ha. Bây giờ mình sẽ giảm cái màu xanh xuống chí. Các bạn vô đây này, chọn cho mình cái Hue Saturation này ha. Rồi các bạn chọn cho mình kênh Green là kênh màu xanh đó. Rồi giảm Saturation xuống cho mình để cho nó bớt cái màu xanh đi ha, chứ không có nhiều nó rực quá thì cái màu xanh này nó làm mắt mình chú ý ấy, nó không chú ý vào mẫu ha. Rồi tiếp theo các bạn nhấn cho mình tổ hợp phím 4 phím Control Shift Alternate E, chữ E đó đó, để tạo ra một cái layer mới. Đây chúng ta đặt tên nó là CR. Và bây giờ mình sẽ vô vào filter ha, vô camera raw filter để chúng ta blend thêm một ít màu nữa ở trong này nha các bạn. Đầu tiên này, nhìn vào histogram mà thấy ảnh của chúng ta vẫn còn hơi tối ha, cho mình sẽ tăng sáng nó lên, tăng sáng lên một chút. Đó. Tăng một chút ha. Rồi tăng contrast lên chút nữa, tại khi chúng ta đã tăng sáng rồi chúng ta sẽ không không, không sợ mất chi tiết nhiều nữa. Chúng ta có thể tăng contrast lên cho nó ấn tượng ha. Rồi tiếp theo nữa, những cái vùng vùng trán này ánh sáng nó hơi hơi trắng thì mình sẽ giảm highlight xuống nha, giảm highlight một chút đó, giảm highlight, giảm white xuống một chút, rồi highlight giảm thêm tí, rồi shadow tăng lên một tí. Ok ha. Tiếp theo nữa mình sẽ cái kênh vibrance đó là độ tươi á, độ tươi của màu đó, mình đẩy lên thì toàn bộ hình này sẽ được đẩy màu nó tươi hơn nha. Đó, nhìn thấy ấn tượng đã không? Ok. Rồi, tiếp theo qua cái kênh này nè, kênh HSL adjustment này nè ha. Các bạn vô saturation này cho mình, để mình khi nãy mình tăng vibrance á thì ảnh nó tươi, thì có một số cái màu nó tươi quá thì mình sẽ phải giảm bớt một số cái màu tươi quá nha. Đầu tiên là mình sẽ giảm cái màu da mặt một tí để cho nó đỡ bị đỏ quá ha. Tiếp theo nữa, cái phần vàng, hoa vàng này nó cũng hơi nhiều này, giảm bớt một chút nha các bạn, giảm bớt một chút. Rồi tiếp theo nữa, cái phần green ha nó cũng nhiều, giảm green chút ha. Rồi. Đó, ok. Qua luminance nè ha, mình sẽ cho cái phần green này nó tối một chút để cho ảnh nó ấn tượng hơn tí nha các bạn, cho nó tối chút đó. Rồi tiếp theo cuối cùng là qua cái này, cái calibration này này ha, để chúng ta tăng một tí ở cái phần saturation này đấy, để cho màu của chúng ta nó đẹp hơn, nó ấm, nó đầy đủ hơn ha. Rồi ok. Rồi bây giờ mọi người coi ảnh trước và sau khi chúng ta xử lý nha. Trước nè, sau này ha. Đó, trước, sau nó ấn tượng, nó đẹp hơn nhiều ha. Rồi, các bạn nhớ like vào cái video này nhé. Và nếu ủng hộ mình thì nhớ share về để cho các bạn bè cùng được coi nữa nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để chúng ta cùng sẽ gặp nhau trong thời gian tới với những cái video tiếp theo hướng dẫn về Photoshop ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ kênh vlog của Học viện Khởi nghiệp Nhiếp ảnh Bold Academy. Xin chào các bạn và chúc các bạn thực hành vui vẻ nhé. Bye bye.